khi mình bán để mình cho cái thằng này là mình cho bán cho ai đi tiếp tục thử đó rồi đến đó các bạn thấy không, cái thằng này bán cho ai rồi mình tính toán này đó, đó rõ ràng cái tên cái hàng công ty của mình. Vâng, xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về phiên bản mới của phần mềm là phần mềm chuyên tuyên truyền cho các mô hình như là tạp hóa, cửa hàng nhà phân phối sữa bia nước ngọt hay là siêu thị mini làm mỹ phẩm, nhà phân phối mỹ phẩm hoặc là cửa hàng điện nước và sử dụng mà thuốc tây. Thì cái phiên bản mới này là mình giới thiệu các bạn là cái tính năng mới như là đầu tiên mình sẽ nhập khách hàng và ví dụ như mình thông về mình có 6 mức giá thì mình sẽ nhập khách hàng và mình cho khách hàng A là giá 1 mình bán ngày hôm nay thì ngày hôm sau khách hàng A mua hàng thì nó sẽ tự động lấy giá 1 và tương tự như vậy mình cho đại lý B nhà là giá 2 ngày hôm nay mình bán lần đầu tiên thì tất cả ngày hôm sau đại lý B tới lấy hàng thì phần mềm sẽ tự động lấy giá là giá 2 và tương tự như vậy những đại lý tiếp theo hay là khách hàng mua sử như vậy thì mình đã gắn khi mình đã bán cho khách hàng lần đầu đó giá nào thì lần sau khách hàng đó mua hàng thì phần mềm sẽ tự động nhớ giá đó bán, mình không cần phải nhớ giá khách hàng nữa. Rồi bây giờ mình xóa hàng các bạn xem thì trong cái đây mình giới thiệu sơ các bạn luôn là trong này trong phần cài đặt này thì nó có cái cài đặt kho đơn. Vâng, thì trong cái đặt kho đơn này á thì cái để cho mình điền những thông tin cửa hàng công ty của mình để in những kho đơn của mình rõ ràng. Đó, khi mình điền những cái thông tin cần thiết xong thì mình lưu lại là xong rồi. Tương tự như vậy thì đặc biệt là năm nay có một phân quyền, thì phân quyền đây là bên nhiều các mặt khác nhau, có quản lý, bán hàng, kế toán, nhân viên. Thì các bạn đã biết là thì trong đây mình đã làm những cái dấu chép thì từng cái thư mục. Thì mình phân quyền nhỏ cái cấp bậc nào được cái dấu chép này mình chép vào thì cái quyền đã được dùng. Và mình cái file nào bảy chết đi thì một nào bảy chết đi thì cái quyền đó thì không được dùng cái quyền đó. Ví dụ như mình không cho dùng cái khách hàng thì nó sẵn đi, không cho dùng hệ thống thì một cái sẵn đi, nếu mình cho dùng mình chết vào đó như vậy là xong rồi. Một tiếp theo là khách hàng, thì khách hàng tất cả khách hàng này mình sẽ cài đặt nó vào đây. Thì thứ nhất là một là mình cài trực tiếp vào trong này. Thứ hai là mình sẽ cài ngoài bán hàng thì phần mềm sẽ tự động lưu vào database. Một quan trọng nữa là một hàng hóa, thì hàng hóa các bạn thấy không thì mình đã cài sẵn này, một số sản phẩm rất đơn giản, mình muốn cài thêm mình tạo là xong rồi, bấm nút tạo này thì mình sẽ gõ sản phẩm mình cài và là mình tạo nhóm là xong, đơn giản. Tiếp theo là cái mục nhập kho, nhập kho này tồn kho, báo cáo công nợ, thu chi và báo cáo bán hàng. Rồi bây giờ mình sẽ bán cái tính năng mới cho các bạn xem cái nào. Ví dụ mình là khách hàng 01. Rồi bây giờ mình khách hàng 01 này, đầu tiên mình bán, rồi mình cho khách hàng này là mình cho bán cho ai đi tiếp tục thử đó. Rồi đến đó các bạn thấy không, khách hàng này bán cho ai rồi mình tính toán này đó, đó rõ ràng cái tên cửa hàng công ty của mình, số đơn khách hàng, điện thoại, địa chỉ và thông tin sản phẩm. Rồi bây giờ làm sao khách hàng tới biết không một đến đấy mình bán tiếp tất cả sản phẩm khác thì phần mềm nó tự động bán giá hai cho khách hàng đó, rất là đơn giản, mình không cần nhớ nữa, phần mềm sẽ tự động bán giá hai. Rồi thì chắc chắn là khách hàng này là bán giá hai. Rồi trường hợp có thấy không, nếu trường hợp này mình bán này cái sữa chua hoa quả này bán một thùng nó muốn thêm, muốn mua thêm phẩm nữa, một là mình sẽ quét thêm, rồi không mình sẽ gõ ở đây thôi, mình chỉ việc gõ số lượng đây anh ta là xong. Tương tự như vậy cái kiểu dẻo cầu vòng này nó như năm sản phẩm, người ta lấy hai sản phẩm thì mình không cần phải quét trừ ra, mình chỉ click đứt vào đây mình mới gõ hai là sẽ tự động bán hai. Hoặc tương tự như vậy thì mình
bác một số phần đi. Rồi trong này những sản phẩm, nhưng mà khách hàng muốn bỏ đi một sản phẩm thì mình cứ việc đây cái dấu chéo vào, thấy không, cái dấu chéo này mình cứ việc bấm dấu chéo này, ok là nó sẽ mất đi, rất đơn giản và nhanh. Rồi bây giờ mình phải thanh toán. Thì thanh toán là các bạn đã biết rồi, thanh toán này là mình có hai mức thanh toán. Thanh toán là thanh toán F12 là thanh toán tiền mặt, thanh toán công nợ là F11, và xem trước là mình xem trước và mình xem nếu có thông tin có đơn khách hàng đó là không là mình thanh toán. Rồi ví dụ còn cái số tiền này này là số tiền hiện lên tổng số tiền mình đang bán là 2.320.000. Rồi đây này, trực tiếp cho cái mục này nó có là giảm cộng tiền. Nếu mình giảm thì mình cần phải giảm tiền, cộng tiền, cộng tiền. Tương tự như vậy, mình nhập vô đây số tiền giảm hoặc số tiền cộng. Tương tự như vậy, ở đây có cái phần trăm mà giảm phần trăm và cộng phần trăm thì mình xin nhập cái số phần trăm vô đây. Và tương tự như EP cũng như vậy. Rồi còn số 4 này là đang hiện là với số lượng 4 sản phẩm. Rồi bây giờ mình và số tiền mặt này mình đã bán rồi, đã bán hóa đơn trước là 1.566.000 và nợ là nó không có. Rồi mình có tiền mặt và mình đồng ý là sẽ là bán giá 2. Bây giờ mình sẽ cài tiếp một khách hàng nữa, không hai đi, mình cài luôn là anh Tuyến. Rồi mình sẽ cài là ở Sơn Hoàng đi. Rồi số điện thoại 0975 788409. Rồi em coi. Rồi giờ mình Tuyến mình không bán giá 2 nữa. Bây giờ mình sẽ Tuyến này mình sẽ bán cho là bán giá giá 3. Giá 3 này. Giờ mình nấm sữa này. Rồi giá 3. Tương tự như vậy. Bán bánh. Rồi xong mình sẽ thông báo, okay. Rồi bây giờ làm sao anh tiếp, anh mua hàng tiếp như thế nào? Rồi anh tiếp tiếp không hai tiếp, rồi nó bán giá nào, sữa. Tất cả những sản phẩm lần sau anh tiếp mua thì phần mềm nhớ là anh đã mua giá 3, mình đã mặc định ảnh giá 3 thì lúc này thì phần mềm nó tự động nhớ là giá 3 rất rõ ràng, các bạn thấy không? Đó, rất là đơn giản. Đó, thì đây thì giá 3 đây. Kẹo, bánh, tất cả sản phẩm nào đằng sau đó mình bán tiếp thì nó sẽ là tự động lấy giá 3 ra bán. Cái là phần mềm mình giới thiệu các bạn đó, phần mềm này á, cứ là mình nó phù hợp, ví dụ như bán lẻ, cái được bán lẻ hay là bán nhà phân phối thì mình đã phân cho nhiều cấp đại lý khác nhau, thì mỗi đại lý mình phân mình bán cái mức giá thì lần sau khách hàng để lấy tới thì phòng mình sẽ tự động bán cái mức giá đó cho khách hàng. Tức là làm cần phải nhớ đi á, là thấy không, cái gì trường hợp là mình thanh toán công nợ đi, thanh toán công nợ này đó. Thì cái máu bill này có nhiều hình thức gọn ha, cái hóa đơn này thì mình có thể là A5 A4 và ca cấp bill sẽ tùy mình đó. Thì công nợ này 2.230.000 đồng đó, rõ ràng. Rồi bây giờ thì các bạn thấy không, cái tiền mặt này hiện tại mình thu tiền mặt là 5.336.000 và nợ là 2.230.000 đồng. Đó. Thì mình muốn xem cái báo cáo bán hàng thì vô đây mình xem này. Đó, bán hàng. Rồi, hôm nay mình bán được 4 hóa đơn. Anh Thành 2 hóa đơn và anh Tuyến 2 hóa đơn. Thì trong này cái bán thấy rõ ràng là hôm nay có 1 hóa đơn nợ này. Đó. Thì những hóa đơn tiền mặt thì nó nằm vô khung tiền mặt. Và những hóa đơn nợ thì nằm vô nợ. Đó. Và ngày nào rất rõ ràng, giờ nào. Và mình muốn xem cái chi tiết hóa đơn nào thì mình cần nhấn nút thôi là sẽ tự động lên chi tiết. Rồi mua sản phẩm nào đó, rất rõ ràng. Rồi chi tiết bán hàng thì ở đây, đây nó phân loại cho mình thấy là hôm nay mình bán bánh kẹo là những sản phẩm nào và bán sữa là những sản phẩm nào, rất rõ ràng, và tổng số tiền là bao nhiêu, các bạn thấy không đó. Cái chi tiết từng sản phẩm, từng nhóm hàng và thêm tư thu hóa đơn, và hóa đơn rất rõ ràng, và hóa đơn nào muốn chi tiết cái gì, hóa đơn nào chi tiết sản phẩm nào thì mình được đúp vô là nó tự động hiện lên cho mình chi tiết từng sản phẩm đó. Rồi hôm nay mình chỉ giới thiệu các bạn xem qua cái phần mềm chi phí tiền cho mô hình sữa tập hóa hay là mỹ phẩm phân phối đi nước ngọt, thì nó tính chung qua đây là bạn sẽ bán cho điện nước hay là xây dựng rất rõ ràng. Thì
nó rất là có lý, nó rõ ràng và công đạo chặt chẽ. Và xin chào các bạn và tạm biệt.